chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của Bơm Cát Miền Tây nha các bạn. Đây thì hôm nay mình chuẩn bị bơm cát làm nhà đây. Cái làm này bị ngang 14 mét ha. Độ dài thì nó ngắn. Mình đi vòng cho các bạn xem. Mới vừa bơm. Dài này khoảng 15 mét. Xì chân luôn. Vách này rất là sâu ha. Gần 2 mét. Vách đây nó sâu. Mới nổ máy bơm mình chạy nước lên chân. Đi một vòng cho bạn xem luôn ha. Đây ở giữa là nành cũ nha, cát còn vàng tư nè, nành cũ ở giữa thì cạn. Chắc đây khoảng mét mấy thôi ha. Cạn. Ô phía trước này là cái sân. Cát cũ màu vàng tư. Chủ nhà em xúc lên đóng để xây luôn. Vàng đẹp lắm. Phía trong cái nhà có tấn nước cước nè, cho nó chảy ngay hàng lỗ chảy nước. Bạn gian gác cây nè để hồi quay cái đầu ống ra bên kia đâm tới.
thắng thôi. Kéo đầu qua luôn. Giờ chuẩn bị kéo cái đầu qua nè. Gác lên cái cây. Quá mạnh. Đâm luôn, đâm luôn. Hay quá. Giờ này trời đổ mưa luôn à. Quá mạnh. Mạnh đâm xéo nữa, khó đâm. Dạng ốp là tàu ngay phía mặt họ lỡ rồi đứng cái đàn qua luôn. Xì té nè, té tách bằng cát không xì. Rồi im rồi, im rồi, cát lên hết rồi. Kéo qua luôn đi, kéo ngang ra luôn đi.
kéo phủ lên cái đà luôn. Dằn chân cho chú để nó bắn lại cho nó dằn lại luôn. Bắn lại dằn chú luôn không? Im rồi. Chú bơm đi yên tâm rồi, có phủ tấm ni lông rồi. Bắn mạnh nó đi. Chạy lên đường luôn. Quá xì mấy cái lỗ. Đi trước em lại. Càng đà luôn. Qua cái ô bên đây nhà vệ sinh cũ nè, nằm sâu dưới. Nước thoát lại góc này này, ăn lỗ trên này, ăn lỗ dưới bích lên cho rồi. Chạy ra mấy cái hầm ở phía sau, sau giường.
đâm ra phía trước ống nữa. Thì đất bị thấm nước, hàng gạch mới bị sập xuống nè. Giờ ông chú nhà ông mò lên, đất ở đây là cát không à, thấm nước cái nó mềm, cái nó bị sập gạch xuống, sập mấy hàng gạch luôn. Mò lấy lên, giờ bạn Giang lưu lại hết ống cho ông mò lên rồi nó đâm ra bơm ở đó trước. Sập xuống lên rồi, phải từng chân. Nước giờ này sắp tràn đà luôn rồi đây. Mấy lỗ trên ít quá anh chàng kịp. Xa không gặp nhiều đổ xuống. Nước tràn đà ở phía trước luôn. Mò cái là mò không dính cá, mà mò cái nào xuống dính gạch chân. Lặn luôn rồi, bà cũng lặn luôn. Thank you.
ngã mấy hàng gạch luôn rồi, sập đất ngã mấy hàng gạch luôn, rất là nhiều. Mò từ nãy giờ chưa hết. Trời đổ mưa luôn rồi. Cả ngàn viên á. Cát vô luôn rồi. Xong mò nãy giờ mới xong, xong tới rồi hết luôn rồi. Cát nhiều gạch đây nè, giờ anh chủ nhà kêu lùi ống ra phía sau nữa, bơm cho đủ góc bên kia trước. Sau này còn sâu ha, khá là sâu ha, hồi nãy mình bơm được cái nửa đàn rồi.
để ra mấy cái ao ở phía sau, mấy cái hầm. Hầm dừng xài. Chú chủ nhà cũng chặn cát lên nè, nhắm mấy cái lỗ cho luôn, cát lên nè. Cho đàn đà hết luôn, không cho chảy nữa. Có cát chưa? Đầy lên gần tới đài. Tháo gà gông ngắn để cho nó đầy góc này. Ở phía sau này đầy luôn rồi đó, đầy toàn bộ luôn rồi, đâm ra cái lỗ phía trước. Hãy subscribe.
rồi đã xong. Phía trước này vài khối nha, ở phía trước này khoảng 2-3 khối nữa là đủ luôn nè. Còn thiếu ít quá nữa ông chủ nhà ông đổ xe luôn. Giờ gục ông luôn. Vậy thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.